Giá lúa gạo hôm nay 16 tháng 4 tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng nhẹ với gạo và giữ ổn định với lúa. Hiện thu hoạch lúa đông xuân đã vào cuối vụ, nguồn ít, kho mua giá cao. Giá lúa gạo hôm nay 16 tháng 4 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 150, 250 đồng 1 kg với một số loại gạo. Ghi nhận tại các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang, giá gạo hôm nay tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11.350, 11.450 đồng 1 kg, tăng 150 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 duy trì ổn định quanh mức 13.900, 14.000 đồng 1 kg, tăng 250 đồng 1 kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm cũng được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá tấm IR504 duy trì ổn định ở mức 11.300 đồng, kg tăng 300 đồng 1 kg, cám khô dao động quanh mốc 5.200, 5.300 đồng 1 kg, tăng 250 đồng 1 kg. Tại Sa Đéc, gạo chợ về ít, các kho chợ mua giá cao. Tại Lấp Vò, Vàm Cống, Đồng Tháp, giá ổn định so với hôm qua. Tại An Cư, Tiền Giang, nguồn gạo khá do các ghe dồn về nhiều, giá tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Tại các chợ lẻ, Giá gạo đi ngang Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000, 15.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.000, 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 21.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, tại các địa phương hôm nay giá lúa duy trì đà đi ngang, các kho hỏi mua lúa khô nhiều giao dịch ổn định. Tại An Giang, lúa đông xuân gần cạn, giá bình ổn. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa cạn, nhu cầu mua khá, nông dân chào giá cao. Cụ thể, theo cập nhật của tỉnh An Giang, lúa ong 18 ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, ong 5.451 ở mức 7.600, 7.700 đồng 1 kg, nếp long an tươi 7.800, 8.000 đồng 1 kg lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.700, 8.000 đồng 1 kg, IR 504 ở mức 7.300, 7.500 đồng 1 kg, lúa nàng hoa 9 dao động quanh mốc 7.500, 7.700 đồng 1 kg, lúa ong 380 duy trì ổn định quanh mức 7.500, 7.600 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 578 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 549 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 480 đô la Mỹ một tấn.